Mizu khoe ảnh đi chơi cùng Harry sau 8 năm được đẩy thuyền. Trên Instagram, Mizu bất ngờ đăng tải ảnh đi ăn cùng Harry lưu kèm dòng caption: "Hôm nay bạn thân gia trưởng mời đi ăn kem. Loay hoay không biết gọi bánh dâu, bánh chocolate hay kem bơ. Bạn ấy bảo chọn hết. Ăn xong gọi tính tiền. Mình bảo bạn bè mà, xe nha, bạn lại bảo, Harry lo được." Khoảnh khắc hội ngộ cùng câu chuyện đáng yêu của cả hai khiến dân tình thích thú. Nhiều khán giả khen ngợi bức ảnh của Mizu Harry Lu bùng nổ visual, trong khi đó không ít netizen vẫn nhiệt tình đẩy thuyền, cặp đôi 4 năm, hai chàng, một tình yêu. Thời gian gần đây, tạo hình cuốn hút của Harry Lu trong vai một thiếu gia điển trai của 4 năm, hai chàng, một tình yêu bất ngờ được netizen đào lại. Loạt câu thoại như, đừng để anh bực bội, anh không phải soái ca, nhưng người như anh rất hiếm gặp, cục cưng ơi, anh dẫn em đi ăn kem, nhanh chóng trở thành trend TikTok. Bên cạnh đó, OTP Mizu Harry Lu cũng được cộng đồng mạng cho vào tầm ngắm. Với chemistry cực ngọt ngào khi chung khung hình, khán giả kỳ vọng vào màn kết hợp của cả hai lần nữa trên màn ảnh rộng, trong thời gian không xa.